Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, cách thủ đô Hà Nội 500 km về phía Nam, là khu vực chuyển tiếp của văn hóa các miền trên cả hai chiều Bắc Nam và Đông Tây, đồng thời cũng là nơi tạo hóa đã để lại nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Quảng Bình có vị trí chiến lược trong giao lưu phát triển kinh tế xã hội, phía Bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dọc theo dãy núi Trường Sơn dài 201 km, phía Đông tiếp giáp Biển Đông với chiều dài theo bờ biển 116 km. Đây là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, tiềm năng lao động dồi dào và một ý chí vươn lên mạnh mẽ. Quảng Bình có một vị thế quan trọng ở miền Trung bởi những dấu ấn trong quá trình xây dựng và phát triển, thu hút đầu tư, gắn phát triển của địa phương với phát triển kinh tế vùng đã và đang là hướng đi được xác định trong chiến lược cất cánh của tỉnh. Với diện tích hơn 8.000 km2, Quảng Bình là một trong những địa phương có đầy đủ ba vùng sinh thái cơ bản, vùng núi cao, vùng đồi và trung du, vùng đồng bằng ven biển, rất thuận lợi để phát triển và đa dạng các ngành kinh tế. Quỹ đất tự nhiên của tỉnh có khoảng 100.000 hectare chưa sử dụng, vùng đất cát ven biển có diện tích rộng lớn là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản, xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu du lịch. Tài nguyên rừng và đất rừng của Quảng Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ với kinh tế mà cả môi trường. Tổng diện tích có rừng là 505,7 nghìn hectare và độ che phủ trên 63%. Tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên khoảng 32 triệu mét khối gỗ đa dạng, phong phú và có giá trị cao. Quảng Bình có nhiều tài nguyên khoáng sản là nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng gồm đá vôi, đá sét xi măng, sét gạch ngói, đá hộc xây dựng, đá granite, phân bố ở Xuân Sơn, Bố Trạch, Tiến Hóa. Nguyên liệu gốm sứ có mỏ Cao Lanh ở Lộc Ninh, Đồng Hới, trữ lượng 30,4 triệu tấn. Nguyên liệu cho thủy tinh có cát trắng Thạch Anh ở Ba Đồn, Quảng Trạch, Thanh Khê, Bố Trạch với trữ lượng gần 50 triệu tấn. Quảng Bình có bờ biển dài 116 km từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ với vùng đặc quyền lãnh hải khoảng 20.000 km2. Bờ biển có một số bãi tắm và điểm nghỉ ngơi giải trí kỳ thú như Cửa Nhật Lệ, Cảng Danh, Vịnh Hòn La, bãi tắm đá nhảy, di tích Bầu Chó. Không khí ở đây rất dễ chịu và thoải mái, con người thì rất thân thiện. Tới đây tôi có thể thư giãn thoải mái. Tôi nghĩ Quảng Bình là nơi có thể phát triển du lịch vì điều kiện địa lý và khí hậu, bãi biển ở đây rất tuyệt vời. Không chỉ nổi tiếng với nhiều bãi tắm đẹp, vùng biển Quảng Bình còn có một số ngư trường với nhiều loại hải sản quý hiếm như tôm hùm, mực, hải sâm, cho phép Quảng Bình phát triển kinh tế tổng hợp biển. Cùng với những khu danh thắng nổi tiếng như Đèo Ngang, Lý Hòa, khu nước khoáng và nước nóng ở Bố Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa. Đặc biệt, Quảng Bình còn có vùng cát chè Phong Nha, Kẻ Bàng, Him Nậm Nô rộng lớn khoảng 200.000 hectare và là điển hình không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Khu động Phong Nha có cả một hệ di tích lịch sử văn hóa có giá trị cho nhiều thời đại như các di tích khảo cổ học tiền sử, di tích văn hóa tràm, di tích các trọng điểm trong chiến tranh chống Mỹ. Hệ thống động Phong Nha được đánh giá là hang động có giá trị hàng đầu thế giới với 4 điểm nhất: dòng sông ngầm dài nhất và sâu nhất 13.969 m, cửa hang cao và rộng nhất, có những bờ cát rộng và đẹp nhất, thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất. Vào tháng 7 năm 2003, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Quảng Bình có hệ thống giao thông thủy bộ đa dạng và thuận tiện. Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh với hai nhánh Đông Tây Trường Sơn. Đường sắt Bắc Nam chạy dọc theo chiều dài của tỉnh. Đường xuyên Á nối tiếp quốc lộ 12A qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh lộ 20-16, đường 10 nối Quảng Bình với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng với sân bay Đồng Hới đang được hoàn thành và đưa vào sử dụng, vận tải biển cũng là một thế mạnh với 5 cửa sông ra biển. Các cảng biển Nhật Lệ, Cảng Danh, đặc biệt Cảng Hòn La có độ sâu hơn 15 m, có thể đón tàu trọng tải 3 đến 5 vạn tấn ra vào thuận tiện. Thì sắp tới thì chúng tôi đã có nhiều cái điều kiện như là có sân bay, có cảng lớn, là có là đường giao thông thông suốt, đường thủy thông suốt trong cái quan hệ đi lại giữa là các cái thông thương trong khu vực cũng như trên thế giới.
nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh. Trong những năm qua, Quảng Bình đã nhanh chóng hoàn thiện và đưa ra những chính sách ưu đãi và hỗ trợ nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đến với Quảng Bình được hướng dẫn chi tiết và chu đáo về quy trình, thủ tục đầu tư, có thời hạn thực hiện rõ ràng với cơ chế một cửa, một dấu, thời gian thực hoàn thành các thủ tục cần thiết đối với một dự án đầu tư không quá 30 ngày. Để tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư đến Quảng Bình, thì Quảng Bình chúng tôi đã có cái chương trình đẩy mạnh cái chương trình cải thiện mạnh mẽ cái xúc tiến đầu tư. Mà trước hết là phải đầu tư đồng bộ cái hệ thống hạ tầng, bến cảng, sân bay, giao thông, tuyến đường v.v. Và có những chính sách hết sức ưu đãi cho các nhà đầu tư, và cũng tiếp tục cải cách cái hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đảm về cái an ninh chính trị để các nhà đầu tư yên tâm đến đầu tư Quảng Bình. Và chúng tôi cho rằng là cái thành công của các nhà đầu tư đến Quảng Bình cũng là thành công của chúng tôi, và mong rằng các nhà đầu tư hãy đến với Quảng Bình nhiều hơn nữa trong một thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, hàng loạt các biện pháp song song được triển khai như tiến hành đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các khu công nghiệp, hỗ trợ chi phí giải phóng san lấp mặt bằng, hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động được tuyển dụng lần đầu là người địa phương. Có thể nói, các nhà đầu tư khi đến với tỉnh sẽ được hưởng các chính sách với mức ưu đãi cao nhất và được giảm thiểu thấp nhất các nghĩa vụ của nhà đầu tư trong thời kỳ đầu của dự án và công trình mới đi vào hoạt động. Tỉnh cũng đã tiến hành quy hoạch phát triển 6 khu công nghiệp tập trung với sự chuẩn bị kỹ càng về các điều kiện hạ tầng, cơ sở, khu công nghiệp Tiến Hóa với diện tích 150 ha, khu công nghiệp Hòn La và Cảng Biển diện tích 300 ha, khu công nghiệp Bắc Đồng Hới diện tích 300 ha, khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới diện tích 150 ha, khu công nghiệp Áng Sơn diện tích 300 ha và khu công nghiệp Bang diện tích 500 ha. Cùng với việc quy hoạch vị trí các khu công nghiệp, tỉnh đã chủ động xây dựng các nhóm dự án để kêu gọi đầu tư với 9 dự án thuộc nhóm các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 9 dự án thuộc nhóm các dự án phát triển du lịch văn hóa và 20 dự án thuộc nhóm các dự án xây dựng nhà máy các loại. Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo cũng được đầu tư các cơ sở hạ tầng đầy đủ, thủ tục hải quan, thuế thuận lợi nhằm tạo ra một cửa ngõ lưu thông kinh tế với nước bạn. Bên cạnh các khu công nghiệp đã được quy hoạch với điều kiện hạ tầng đầy đủ cho các nhà đầu tư là một hệ thống các đơn vị hỗ trợ sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ các nhà đầu tư. Hệ thống bưu chính viễn thông hiện đại, bảo đảm liên lạc thông suốt trong nước và quốc tế, hạ tầng công nghệ thông tin Internet tốc độ cao, sẵn sàng kết nối, cho phép các nhà đầu tư cập nhật thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ thống điện và xử lý nước sạch, đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng điện và nước sạch cho các khu công nghiệp hoạt động. Đây là sự chuẩn bị tốt của tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng được đáp ứng nhanh chóng với công nghệ tiên tiến, tạo điều kiện giao dịch tốt nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động. Nguồn nhân lực của tỉnh với cơ cấu lao động trẻ được đào tạo cơ bản nhiệt huyết, hàng năm cung cấp một số lượng lớn nhân lực chất lượng cao, cả về lý thuyết và thực hành, sẵn sàng tiếp cận và nắm bắt kỹ thuật, công nghệ hiện đại, xây dựng, phát triển kinh tế quê hương. Có thể nói rằng, với các điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi, cùng với việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư trong những năm qua, Quảng Bình hội đủ các điều kiện để phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập vào xu thế chung của cả nước và quốc tế, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2010 đạt từ 11-12%. GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt từ 700-800 đô la Mỹ. Định hướng phát triển trong thời gian tới của tỉnh được xác định là tập trung chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển công nghiệp, chú trọng đầu tư phát triển mạnh công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển mạnh du lịch sinh thái với các loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc trưng và lợi thế của địa phương. Chính vì vậy, ngoài việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, Quảng Bình rất cần sự giúp đỡ, hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế để khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và lợi thế của địa phương, đưa Quảng Bình cùng phát triển. Với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huy động và khai thác tốt nguồn nội lực, tích cực thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Với những tiềm năng và chính sách thu hút đầu tư,
Quảng Bình chắc chắn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong những năm đầu thế kỷ 21.